Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đến khen thưởng đột xuất cho hai nữ chiến sĩ dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Rạch Giá và thăm động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại điểm cầu Quằng, phường Vĩnh Lợi, trao giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hai nữ chiến sĩ dân quân tự vệ tại chốt vì đã có thành tích tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm động viên chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phường Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Hiệp và chốt ở phường Vĩnh Quang. Đây là các chốt kiểm soát dịch có vị trí đặc biệt quan trọng, chốt chặn các cửa ngõ đi vào thành phố Rạch Giá. Tại các nơi đến thăm, đại diện đoàn công tác, Đại tá Quỳnh Văn Khởi, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Đồng chí ghi nhận, chia sẻ những vất vả và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiệm vụ ở chốt.